Vô dây tim Phương chào cô chú anh chị và các bạn. Vô dây tim dành xe Honda nè. Nghe chưa? Rồi, nhớt mà ngoài. Lấy cái cây ke bàn chải đánh răng ở Phụng, đem ở kế bên, ở bên đây nè, chỗ cái bàn anh đóng á, đó, mẹ ba lấy cái gót ra ngoài cái thôi cái đấy rồi đó. Có bàn chải đánh răng không? Ờ, văn cục canh kìa, văn cục canh kìa. Tho chỗ cái dây tà lông á. Trên đây nè. Trên đây nè. Ừ. Rồi mỏng mỏng thôi, chịu cái quét hết, quét nhớt cho nó dễ vô vỏ. Này có nhớt vô nó cũng không bị sét dành. Đây là kỹ thuật của dân vô xe Honda. Rồi chùi gáo gáo rồi mày vậy đó. Nhớ đâu có gì đâu sợ. Vô hơi bị trơn. Giờ kiểu này là không bị cắn vỏ luôn. Lấy nồi vẽ ra đây nào. Rồi chỗ mặt bằng là nó không có bị ấy. Dựng đứng cái dành lên cái mũi tên đâu. Nó có cái mũi tên quay về trước bên kia vậy. Mũi tên à? Ừ, vậy đó, đúng rồi đó. Đào Phan để mũi tên vậy đi nha. Cái thắng đập nằm đây đúng không? Rồi vậy nè, vô vậy đè ra rồi vô sao vậy đó, đè xuống tới cái cạn đó vô đó. Đó vô đó thấy chưa, mà vô ruột luôn hả? Ừ, bỏ cái ruột vô, bóp cái ruột xì hơi ra hết luôn đi. Tao bỏ lấy cái cây tăm nhọn. Tao tao bỏ cái đồ dặn kim dội quên đâu mất tiêu rồi. Quấn cái ruột lên vậy nè. Bóp cái ruột. Rồi, bóp. Rồi cứ bóp đi anh đâm cho. Xì hơi của cái cho hết rồi. Vô cái quan trước lấy ngóc lại. Cứng phải không? Vỏ là cứng đúng không? Gắp lên xe dễ vô hơn. Ngoài thì dễ chứ.
dựng đứng cái bánh xe lên này nè. Ai bây giờ nó thòng cái cài vô gì nó không vô hả? Không vô dây tim hả? Dây tim nó bị kẹt hả? Có gì đâu trời, đâu phải dễ ăn được hết. Vậy là mấy ông thay đó là có nhiêu tiền đó trời. Vô đó, chỉnh cái nữa. Đó. Rồi lấy ngóc dặn lại, lấy ngóc dặn lại rồi. Ừ, để vỏ nằm bằng xuống là được, theo cái ấy đó. Đừng cho vỏ nó bị chéo ngang là được rồi. Đừng cho gột bị chéo ngang là được rồi. Đó, ừ vậy đó. Kéo dồn dồn vô đây nè. Nghe kêu. Bóp chỗ cái dòi vô chứ, để ở đây nè nó không bị hư. Bóp chỗ cái dòi vô, đè mạnh chút, đè mạnh chút, đè mạnh cái vỏ vô là được rồi. Cởi nó, hồi cứ ấy dặn. Vậy là được rồi đó. Hồi bơm máy rồi ấy, đừng có dặn sát quá nó ấy nó phụ. Cần dặn sát quá cần đè vô cái dòi nó không có chỉnh được. Bóp vô là được rồi, đừng cãi, chừng nào ấy là cãi. Ừ, đè mạnh vô. Ừ, lấy giò đạp cho đó. Ừ. Này có nhớt hết trơn nè, dễ. Rồi chưa? Rồi đưa đây đây, chỉ ra. Tự cài móc vô cái vành nha, đừng móc vô cái ruột nha. Tại vịn chỗ này, vịn chỗ này. Đè chỗ này đi. Rồi. Rồi lấy ra đi, dựng đứng cái gáy thôi. Dựng đứng cái vành thôi. Bóp qua vòng vậy nè, bên đây bị cắn, bóp vậy nè. Sao? Rồi, được rồi. Đây, này, này. Đây phải ăn, cài từ cái này nè. Không, cài vô đây chịu. Tại nãy vô vỏ ngược đây nè. Rồi, cài vô đây, cài gần gần thôi. Đè vô luôn. Đây, nổ vậy nè. Gì? Không sao đâu, không sao đâu, con bơm nổ phì lên. Ừ. Lên. Hả? Phì nó đổi trắng vô nè. Gịch gịch nó quá. Nè, chỉ cho. Nhả cái vòi. Thấy vỏ. Biết rồi, nè, nhả cái vòi này xuống. Nhả cái vòi này xuống, đè xuống. Trắng cái vỏ. Đây. Hãy thử vỏ cao lên xíu rồi. Chỉnh rồi, chỉnh rồi. Rồi.
Rồi quanh dội ngay luôn đó. Đi rồi bơm rồi máy ông Thành rồi mở lên bơm cái là được đây. Máy ông Thành sáng có chạy. Để mạnh vô. Buông ra, buông ra. Lấy ra đây, lấy ra đây, lấy ra đây. Dằn dặn bánh xe về cắt. Ừ. Bơm cái nơi. Rồi bơm cái nữa, bơm cái nữa là vô luôn. Giỏi nghe băng phải không? Ừ. Rồi cứng vô lắm rồi. Bên trước cứng rồi. Phá là cho ông. Rồi nó có đồ đo. Được rồi. Tại cưng vô đó cưng biết sao không, tại cưng dặn cái kim dội nữa, cưng gắn cái hoành nó quá sát, bởi vì nó gịch cái ấy vô sát luôn. Này gắn cái cục canh vô. Ủa, cái này mà bò hết rồi cũng. Đâu cây cốt mày đâu rồi, tháo cây cốt kìa đây. Cái anh này nhúng nhớt được không? Không, cái đó khỏi nhúng nhớt, cái này nhúng nhớt nè. Đau nè. Tại cái đó cục cành nè, đâu như cần nhớt nhau, cái này cần nhớt nè. Cái đó lẽ có mỡ bò. Không, mỡ bò chạy thời gian nó bị oxy quá, nó cứng cứng cái cốt. Bên đây không, bên đó? À, ở bên đó đó, bên dĩa là đúng rồi đó. Gái vô đi. Khoan, từ 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 nè, coi cái này nè, coi cái này nè, vô chưa? Rồi cưng tháo này ra đi, tháo này ra đành định chưa? Lấy nhớt, lấy cái cây bằng chải quét vô, quét vô hết cái ấy luôn, quét vô hết cái cốt nhúng gần liều luôn. Đó vậy đó nó mới tốt. Nhớt này cũng mẹ bà cũng có để mà mưa nó cũng có nước, mà nước nằm dưới để dành bà đốt gác. Sọt đầu cốt kêu chứ đi. Khoan từ 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 từ. Rồi là lấy tài dỗ vô vô. Không dỗ cây cốt kìa, cưng chỉnh ngay cho em. Cứng ra. Thọt vô đĩa, sâu vô. Rồi dỗ cốt cho qua. Rồi từ từ. Khoan từ từ, rồi. Rồi. Khoan được rồi, từ từ đè đè này xuống. Rồi dỗ qua. Rồi thả xuống. Xong rồi đó, lấy lồng đền gắn vô. À, cái này nè nó lỏng lỏng chứ ra tới đây là nó giật kẹt rồi nè. Ừ. Chiều nào ta không cái ở cái chiều lông đền ở ngoài đó. Xây bánh xe cái xây cái xây cái mạnh lên ông này, ông bắt xe tròn nè.
17, 2017. Chịu ngốc đó. Cây này dặn nó không đã bằng cây của cậu Năm. Cây cậu Năm dặn đã lắm. Vừa cứng tay thôi, đừng cứng quá. Rồi, được rồi. Vừa cứng sẽ lỏng. Đợt trước bóp thắng phục. Quay cái bóp thắng cho nó ăn cái đĩa rồi. Đĩa sáng giờ bị cát. Cát kêu xào xào vậy. Đúng rồi, đĩa ăn ghê. Rồi. Hết bữa hết kêu gì đó. Nó chưa có bóng, khi nào bóng lại nó kêu nè. Rồi, lấy cây búa ra. Đỡ lên. Để cứ lấy búa ra. Rồi. Xong rồi đó, dẹp cái thau nhớt đi.